Chào các bạn lớp 9 nha. Lớp mình hôm nay sẽ luyện cái đề thi thử của một số trường năm ngoái của các huyện thành Hà Nội. Cái phần câu hình nhưng mà hai ý đầu thôi, ý một và ý hai thôi. Hiện tại bây giờ được 28 người tham gia rồi. Đây, trước tiên thì chúng ta xem cái đề năm ngoái đây. Là đề của quận Cầu Giấy, trường Trung học cơ sở Mai Dịch, thi vào ngày 3 tháng 6 năm 23. Đây, đề bài là như thế này. Đó, các bạn có thể chép đề bài. Đây, chép đề bài lại nhé. Làm câu 1, câu 2 thôi. Nó có 3 câu nhé. Mình làm câu 1, câu 2 thôi. Giai đoạn này chưa làm câu 3 nhé. Thậm chí câu 2 mà khó quá thì cũng tạm dừng đã để ra Tết học thêm kiến thức mình làm đó. Đó, đây. Trước tiên thầy kéo to cái đề bài ra để mọi người chép này. Được chưa? Nào, chép đề bài vào. Cho một cái tam giác ABC, trong đó AB thì nhỏ hơn AC, nội tiếp trong một đường tròn. Đấy, như vậy là khi vẽ nhé, các em vẽ đường tròn trước, sau đó vẽ tam giác sau nhé. Có ba đường cao đồng quy tại điểm A. Đây, ba đường cao luôn. Okay. Ba đường cao cùng cắt nhau tại một điểm A nhé. Chứng minh tứ giác này, nội tiếp này. Đó. Và chứng minh là BF nhân BA bằng BD nhân BC. Thì qua quan sát cho thấy thì thường thường cái câu 2 nhé, câu 2 của nó, câu 2 của cái đề thi thử này là thường khó hơn đề thi thật của Sở Hà Nội tương đối đấy nhé, khó hơn đề thi thật đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, trước tiên ta vẽ hình nhé, vẽ hình, học phải học từ vẽ hình trở đi ấy. Nào, vẽ hình nào. À đây, một tam giác nội tiếp đường tròn thì ta sẽ vẽ đường tròn trước nhé, vẽ đường tròn trước. Đó. Các bạn dùng compa vẽ đường tròn thì mới chuẩn được. Ở đây thầy không dùng compa, thầy dùng cái gọi là cái thước vẽ đường tròn này. Đó. Phần máy này nó không có phần mềm compa. Bạn nào biết có phần mềm nào mà có hình hẳn cái compa cho dễ nhìn đấy. Đó. Thì bảo thầy nhé. Rồi đây, chúng ta một tam giác đây. Một đường tròn nhé, một đường tròn xong, đường tròn tâm O này, muốn vẽ một tam giác mà nội tiếp đường tròn này, trong đó mà tam giác nội tiếp thì sao, thì chúng ta chỉ việc lấy ba điểm A, B và C cùng thuộc đường tròn là được, được chưa? Và muốn tam giác này mà có ba góc nhọn này, thì chỉ cần vẽ điểm O nằm bên bên trong tam giác. Còn muốn vẽ tam giác này mà có một góc tù thì cần nhớ điểm O nằm ngoài tam giác. Mình vẽ luôn nhé. Đấy, mình cứ vẽ như này, không hài lòng mình vẽ lại. Vì đâu đã biết trước được những câu hỏi đằng sau đâu. Đó. Bây giờ thầy thử đặt tên cho các em xem thầy đặt tên như vậy thì sai ở đâu nhé. Đấy, nếu thầy đặt tên như này thì hình vẽ của thầy sẽ sai. Là sai chỗ nào? Ai biết ạ? AC nhỏ hơn AB. Đấy, mặt tình thế đúng không? 30 người rồi đúng không? Đề bài là cho AC phải lớn hơn AB thì mới đúng nhé. Đây, AC phải lớn hơn AB mới đúng. Thầy vẽ thế này thì không đúng đâu. Vẽ thế này thì AC nhỏ hơn AB mất. Đúng không? Vậy thầy phải điều chỉnh lại đi. Thì vẽ thế là không được đâu nhé. Đây, AC đây, AB đây. Nhá. AC nhỏ hơn AB. Được rồi đấy. Nhá. Thế là xong một cái tam giác này. Nội tiếp được tròn tâm O bằng hình R này. Và AB nhỏ hơn AC. Ba đường cao nhé. Ba đường cao thì nếu em nào mà có thước Eke nhé, Eke thì em vẽ đường cao góc vuông rất là chuẩn luôn. Đấy, đấy, ví dụ như mà em có cái Eke nhé, đấy, tôi có cái Eke này đi, đấy, tôi gọi là cái Eke của tôi nhé. Đó, được chưa? Thì tôi sẽ làm gì với cái Eke này? Đấy, muốn kẻ đường cao từ A nhé, thì tôi sẽ đặt cái Eke này này. Đó, cho nó một cạnh của Eke chung với cạnh gì ạ? Chung với cạnh BC đây. Yeah. Xoay này là hơi khó, các bạn dùng cái ke ngoài đời thật dễ vẽ hơn cái ke này. Yeah. Vẽ hình trong này không phải dễ đâu ạ. Đấy, xoay tí một này. Đấy, được chưa? Rồi, rồi ta kéo cái ke này. Đấy, một cạnh với ke đi qua điểm A nhé, một cạnh còn lại góc vuông ke này trùng với cạnh BC này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, khi đó chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng. Đấy, kẻ một đường thẳng từ A kẻ theo cái đường ke này đến đây. Đấy. Ok chưa? Kể xong rồi thì ta nhấc bỏ cái đi. Nha, kể xong rồi ta nhấc bỏ cái. Đây xóa khó phết thì đâu phải đơn giản.
Bây giờ làm sao để xóa riêng ghế ghế này. Đấy. Ok, thế là chúng ta sẽ có được một cái đường cao nhé. Được chưa? Đường cao đây. Ok. Có một cách khác với đường cao rất là chuẩn như sau. Một cái trang vẽ đường cao rất là chuẩn này. Đó là chúng ta sẽ vẽ các đường tròn đường kính nhé. Em sử dụng thước kẻ Compa nhé. Em sẽ vẽ các cái đường tròn đường kính. Sử dụng thước kẻ Compa. Em sẽ vẽ đường tròn đường kính. Ví dụ ở đây tôi vẽ đường tròn đường kính nha. Gì đây? AB nhé. Nhìn thấy đường tròn màu đỏ đấy không? Đường tròn màu đỏ chính là đường tròn đường kính AB nhé. Được chưa? Đấy, đường tròn đường kính này sẽ cắt điểm C tại một điểm nào đó, em đặt tên nó vào, đánh dấu nó vào nhé. Này thế. Đấy, đánh dấu các giao điểm này vào. Sau khi có các giao điểm đấy rồi thì ta tẩy bỏ đường tròn này đi. Đó. Và chỉ việc nối B với cái giao điểm đó thôi. Đấy, thì đây sẽ là đường cao nhé. Và theo như đề bài đây sẽ là B gì? BE. Đấy, hình vẽ này sẽ rất là chuẩn luôn. Đấy, cái này sẽ là C gì ạ? C gì ạ? CF nhé. Rất là chuẩn luôn. Và hai cái này sẽ gặp nhau tại điểm H nhé. Được chưa? Đó, và nối vào đây. Nối CH và kéo dài cắt đây. Hình vẽ thì quá là chuẩn luôn nhé. Đây là C gì? Đó, đây không phải là F, là A gì nhỉ? AD, BE, C gì? CF. Như đây là góc vuông này. Góc vuông này. Góc vuông. Đó. Có bạn bảo là thầy ơi cho thầy lại vẽ đường tròn đường kính AB. Em có vẽ đường tròn đường kính khác được không? Trả lời là được nhé. Em có thể vẽ đường tròn đường kính AC hoặc đường tròn đường kính BC đều được nhé. Không có vấn đề gì. Hình vẽ sẽ rất là chuẩn. Và rất là thuận lợi nếu như sau này em muốn vẽ đường tròn để sử dụng các góc trong đường tròn. Kiểu như góc nội tiếp đấy. Góc tạo nội tiếp tuyến vào dây. Góc ở tâm, góc ở đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn. Sau này là nhiều góc lắm á. Đấy, như vậy là chúng ta xong phần hình vẽ. Ở trên máy tính này thì nó có cái hay là chúng ta có thể di chuyển hình vẽ này, có thể phóng to thu nhỏ hình vẽ này. Đó, rất là thoải mái luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh tứ giác là AFDC nội tiếp nhé. Mọi người vẽ hình đi, mọi người vẽ hình đi, sau đó để chứng minh tứ giác là nội tiếp. AFDC nội tiếp. Đấy, mọi người vẽ hình đi. Ba tư người. Đang xảy À. Đây đây. Không có tí. Chẳng thấy có ai bật cam này. Có Quân bật cam này. không bật được thầy ơi. Không bật được rồi. Mặt mộc không dám bật Thấu kinh tởm. à? À, Lượng bật đây này, Ngọc Anh bật này, Sơ hở là có ảnh gì mất thầy. thấy không? Ngọc Anh xinh gái, Ngọc Anh bật cam ngay, mấy đứa kia đâu dám bật không? Dìm lắm thầy em. Sơ hở là có ảnh dìm. Em thắng chung Cánh này. đẹp trai, đẹp trai quá tuyệt Ơi vời. toàn lớp em bật cam thế này. Gương mặt tiêm biểu. Không nhưng mà sợ thầy chụp dìm lắm. Không, Thật. đi tí không chụp nhé. Cao Vinh này, rồi Hot Boy Hàn Quốc này, Mai Linh này. Thầy bán áo này. Thầy không chụp nhưng mà đứa khác chụp. Thật. Thầy có biết chụp hình ở đây đâu? Ủa, có mỗi bốn người, ba người bật cam là mấy người đã tắt hết rồi. À, Trọng Khánh này. Trọng Khánh, Cao Minh, Ngọc Anh, Mai Linh. Khánh ơi, ảnh dìm để cho Phương ngắm á. Mọi người đừng nói thế. Nào, mọi người vẽ hình xong chưa? Hello Hưng Tú nha. Nào, mọi người vẽ hình xong chưa? Rồi, hiện để giải được câu là câu A là chứng minh tứ giác AFDC nội tiếp nhé. Thì chúng ta hãy tập trung nhìn vào AFDC.
Để tạm thời mình sẽ không cần nhìn điểm O này, không cần nhìn điểm H này, không cần điểm E này, được chưa? Được chưa? Cũng không cần đến điểm B này. Đấy. Tạm thời thôi, tí nữa mình trả lại điểm nhé, chứ không phải là không cần hẳn, tức là tạm thời không cần. Ok, chẳng cần. Vậy một người sẽ nhìn tập trung vào 4 điểm này, điểm A này, điểm S này, điểm D này và điểm C. Từ 4 điểm này hãy đi tìm các góc vuông nhé, góc vuông. Tương tự với mic hơi một nhé. Nào, các bạn này, từ 4 điểm này bạn hãy tìm các góc vuông, tìm thấy không ạ? Hôm nay các bạn thì nghe điện thoại cái nhé. Sao im lặng thế thầy? Không ai thấy gì. Thầy đang nói trên điện thoại mà. Hello, xin chào mọi người nhé. Rồi, thầy gọi điện xong rồi, tiếp tục nhé. Từ 4 điểm này, A, F, D và C nhé. Đó, thì chúng ta sẽ đi tìm góc vuông. Đấy. Và chúng ta sẽ dành một chút thời gian để nói tại sao góc đó vuông. Nào, bạn nào tìm được nào? Nào, Cao Minh nào. Cao Minh. Chào Cao Minh là chạy được rồi. Nguyễn Phương Linh nào. Nguyễn Phương Linh. Em như thầy À, là em đây Nào, Nguyễn Phương Linh nói trước nào, Cao Minh nói sau. là có CF vuông góc với AB, có AD CF vuông góc với AB, như vậy là chúng ta vuông điền là chữ B đúng không? CF. CF B bằng 90 độ. Rồi. CFB á, CFB để làm gì bạn? CFA bằng 90 độ. Cái ta cần là CFA bằng 90 độ nhé. Vâng. Được chưa? À, có Có gì nữa? AD vuông góc với BC. AD vuông góc của BC. Thì ra góc nào? Có ADB bằng 90 độ. ADB á, trời ơi bạn này vẫn chưa hiểu à? Chúng ta cần là AD. B chỉ là điểm mượn thôi, chúng ta không quan tâm B nhiều đến như thế được. ADB ADC. ADC 90 độ nhé. Rồi. Ok, à, bây giờ sẽ trình bày về bài giải nhé. Đỗ Xuân Mai trình bày nào. Ui, con này. Đỗ Xuân Mai trình bày là câu A. Tắt mic đi quân à. Đỗ Xuân Mai đâu? Thấy em không. Ủa Đỗ Xuân Mai đâu rồi? Trình bày lời giải câu A. Để em đọc cho. CF vuông góc với AB Rồi, suy lời ra giải câu A như sau. Câu A. CA bằng 90 độ. Đã có nào cái gì nào? CF vuông góc với AB. Đúng rồi, CF vuông góc với AB. CF bằng 90 độ. Theta CFA Bằng 90 độ. bằng 90 độ. Để đấy đã. Tiếp. AD vuông góc với BC. AD vuông góc với BC. Suy ra Suy ra góc ADC bằng 90 độ. ADC bằng 90 độ. Để đấy đã. Rồi, tiếp. Bây giờ là Tâm tổng hai góc đối hay là đường tròn đường kính? đường tròn đường kính ạ. Tiếp. À. Tam giác
CFA. F tam giác. À, F gì nhỉ? C. C. Tam giác này làm sao? Vuông tại F. Vuông tại F. Được chưa? Theo chứng minh trên đấy. Vậy suy ra Suy ra 3 điểm nào. ba điểm A, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính. Cùng thuộc đường tròn đường kính. Đường tròn đường kính thầy viết tắt nhá. Đường tròn đường kính A gì nhỉ? AC. Rồi, ký hiệu điều số 1, điều số 2. Xếp tam giác ADC. ADC tam giác này làm sao? Vuông tại D. Đúng rồi, vuông tại D. Suy ra ba điểm ADC cùng thuộc đường tròn đường kính AC. A, D và C cùng thuộc đường tròn đường kính AC. Ký hiệu điều số 2. Đường 1 và 2. Hai suy ra 4 điểm AFDC cùng A, thuộc F, đường kính AC. DC cùng thuộc đường tròn đường kính AC. Rất tốt. Suy ra tứ giác AFDC nội tiếp. Thì ra tứ giác DC nội tiếp. Tuyệt vời nhé. Đây là một cách trình bày. Bạn nào có thể trình bày cách khác tùy các bạn nhé. Mọi người có ý kiến gì về đề tài này không ạ? Nếu cẩn thận nữa thì chúng ta sẽ gọi Y là trung điểm của AC, thì đó sẽ là đường tròn tâm Y đường kính A, AC nhé. Thực ra đường tròn đường kính đã là xác định và duy nhất rồi. Tức là khi đã cho đường kính rồi thì đường tròn đó là duy nhất rồi, không còn đường tròn thứ hai nữa. Thế nên có gọi tâm, không gọi tâm cũng thành vấn đề. Được chưa? Xong. Câu B mới là khó nhé. Câu B mới là khó. Nào, xong câu thứ nhất nhé. Thôi, lại phải vẽ lại hình. Thôi, cũng nó không bắt được nhiều quả như thế. Nghĩ dài hết, lại phải vẽ lại hình nhé. Em suy nghĩ câu B nhé. Thầy vẽ lại hình câu A nào.
Ok chưa? A, F, D, C. Xong. À, câu B. Bạn nào làm được câu B không? Ai chả thành loan Em rồi. nghĩ ra. Ghê phết nhỉ. À, nhưng ai làm được câu B này? Quá là yên tâm lần này. Khoảng ba người ta chỉ lấy mấy điểm thôi nhỉ? 6 điểm thôi thì câu B này quá yên tâm rồi đúng không? Đỗ Cao Minh đúng không? Đỗ Cao Minh, Khánh Băng, Thanh Loan, ba người luôn. À, nghe chưa? Rất nhiều người làm được luôn. Là thầy chép lại đề bài này. B gì đây nhỉ? BF nhân BA bằng BD nhân BC đúng không? Câu B là gì? Chứng minh BF nhân BA bằng BD. Cả ứng tú làm được rồi đúng không? Nhân với BF nhân BA bằng BD nhân BC. BF nhân BA bằng BD nhân BC rất là quen thuộc đúng không? Thì để giải luận toán này thì có hai phương pháp thường dùng. Một là sử dụng hệ thức về cạnh và đường cao, chúng ta đã vuông nhé, cạnh và đường cao. Còn hai là sử dụng tam giác đồng gì nhỉ? Đồng dạng. Đó. Xin mời Hương Tú trước nào. Hương Tú. Mời Hương Tú nào. Hướng dẫn lại cho các bạn, kẻo các bạn quên nhé. Nếu Em thưa thưa là như chưa thầy một chút thì thầy hướng dẫn lại nhé. Hướng dẫn lại một chút, Hương Tú sẽ làm, sẽ đọc bài này. Đây là tam giác ABC nhé, đây là một bài ngoài nhé, một bài ngoài nhé để hỗ trợ nhé. Vuông tại A này, xét tam giác ABC vuông tại A này, đường cao A gì? AH này. Thì hệ thức về cạnh và đường cao có cái hệ thức như sau này. AB bình phương nhé, AB bình phương nhé, thì sẽ bằng A gì nhỉ? Bằng B gì ạ? BC nhân B gì ạ? BH nhỉ. Được chưa? Thế còn AC bình phương nhé thì sẽ bằng BC nhân với C gì ạ? À? CH. Đấy, đây là hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Rồi, nào Hương Tú trình bày được rồi. em thưa thầy là Nó cũng làm được nha, làm được, nhiều người làm được thưa lắm. thầy là xét tam giác Xét tam giác nào. AEB Xét tam giác AEB, ok luôn. vuông AEB, tại tam giác này làm sao? vuông tại E ạ. Đúng rồi, nó phải vuông nhé, nó phải vuông đã, vuông tại E. Nó có đường cao không? Đường cao HA. ABE không có đường cao rồi, có vẻ như bạn xét nhầm tam giác rồi đúng không? Bạn xét tam giác khác đi nhé, xét lại tam giác khác đi. Tam giác AHB À, tam giác AHB thì lại không vuông nha. Đó phải là tam giác vuông, và tam giác vuông đó ABD ạ. vậy có vuông không ạ? Có vuông nhưng mà lại không có đường gì, Đường cao. không có đường cao. À, hay. Vậy một tam giác vuông nhưng lại không có đường cao thì không thể nào sẽ sử dụng được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông đúng không? Rồi như vậy cái kỹ thuật này nghe có vẻ như là thất bại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ còn kỹ thuật thứ hai, đó là tam giác gì ạ? Đồng dạng. Ok. Nào, kỹ thuật về tam giác đồng dạng. Xin mời bạn Long nào. Kỹ thuật về tam giác đồng dạng. Ôi em biết cho hệ thức lượng rồi, không biết cái này đâu. À, hệ thức lượng, Long làm được hệ thức lượng thưởng 20.000. Ôi, không có đâu. Không có đúng không? Cũng thất bại giống như bạn gì ạ? À? Giống như bạn Tú đúng không? Đấy, 37 người rồi. Xin mời Thanh Bình. Thanh Bình. Em thưa thầy là
Xét tam giác BFC và tam giác BDA. Là B, F, BFC. BFC và BDA. BDA, hai tam giác nó làm sao? Hai tam giác nó làm sao nhỉ? Hai tam giác từ từ thầy. Đúng rồi đấy, xét đúng tam giác rồi đấy. Nhá. Xét đúng tam giác. Có BFC bằng BDA. B Có góc BFC bằng BDA. BFC bằng BDA, đương nhiên nó là góc vuông mà. Có góc B chung À khi chung là hai tam à. giác BFC và đồng dạng với tam giác BDA Thì theo sang trường hợp góc góc. ok, chúc mừng em chuẩn rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ giải thích tại sao bạn lại có thể tìm được ra lời giải đó nhé. Đấy. Đấy, hai đứa màu đỏ này là một đôi bạn, hai đứa màu xanh này là một đôi bạn. Còn nhớ môn võ công thầy dạy không? Nếu mày đánh bạn tao thì làm sao thì sao Tao ăn. thì tao đánh bạn mày không đánh à? Mày thích bạn tao thì tao thích bạn mày. Được. Đấy, kiểu như này nhé, kiểu như bạn Quân này đấy với bạn Nam này, được chưa? Đấy, đến nhà chơi, đến nhà chơi bạn Dịu này với bạn Linh này, được chưa? Bỗng vào một thời điểm nào đó bạn Quân lại nắm tay bạn Dịu một cái, tức là bạn Quân thích bạn Dịu nhé. Dịu ơi, Quân thích Dịu này. Đó. Thì bạn thấy không, Linh với Nam là bây giờ cảm giác như mình như là người thừa ấy nhỉ, như là người vô hình ấy, đúng không? Thì Linh nó bảo đã thế nhé, thằng Quân kia mày dám thích bạn tao phải không, rồi tao sẽ thích bạn này luôn. Đó, đùa thôi, chém gió thôi, đang học yêu đương gì giờ này phải không nhá. Thế để các bạn nhớ về cái kỹ thuật gọi là mày đánh bạn tao, tao đánh bạn mày, mày thích bạn tao thì tao thích bạn mày nhá. Vậy nghĩa là chúng ta sẽ nháp một chút nhé, nháp một chút này. Đấy. Nào, BF thì có thể chia BD cũng được, BF mà chia B gì BC cũng được, không có vấn đề nhé. Rồi chúng ta sẽ thử là BF này chia cho, ví dụ chia BD đi nhé, thì đây sẽ bằng ngược lại này, ngược lại thì BC sẽ chia B gì, sẽ chia BA, được chưa? Nào, ba điểm bên trên là ba điểm BF và C, BF và C, được không? Thì chúng ta sẽ có là tam giác BFC. Ba điểm bên dưới là ba điểm BDA. Chúng ta sẽ có tam giác BD và A. Được chưa? Liệu hai tam giác này có đồng dạng hay không? Trước tiên chúng ta đánh dấu tam giác BFC. BFC có góc nào đặc biệt nào? Góc F bao nhiêu độ nhỉ? 90 độ, đúng không? Vậy tam giác BDA có góc nào 90 độ không? BDA có luôn. Góc D bằng 90 độ. Vậy hai góc này bằng nhau. Chuẩn chưa? Tiếp, tam giác BFC, BFC thì có góc B này. Tam giác BDA, BDA cũng có góc B này. Như vậy góc B là góc gì nhỉ? Góc chung. Nha, B này là góc chung. Tức là cả hai tam giác đều có góc B này. Nha, cả hai tam giác đều có góc B này. Được chưa? Vậy là góc này là góc chung nhé. Chung. Vậy là hai tam giác này đồng dạng. Thế thôi. Thế còn khi trình bày lời giải chúng ta sẽ viết như nào? Viết thế nào? Viết ngược từ dưới viết gì? Viết lên. Nào, bắt đầu viết từ dưới này. Được không? Viết từ dưới nhé. Nào, em nào trình bày lời giải. Nào, Nguyễn Phương Linh trình bày nào. Thưa thầy là xét tam giác BFC và tam giác B, FC và tam giác BDA. B, DA có. Thế tự nhiên mình xét được tam giác này thì người hiểu thì không sao, nhưng cái người không hiểu là không quái. Sao bạn ấy lại xét được cái này nhỉ? Hoặc là em hiểu đấy, thầy giảng thì em hiểu đấy, em không biết trình bày. Thì đây cách trình bày em viết từ dưới viết lên nhé. Đó. Từ cái xét hai tam giác này. Đồng đến đây. Nha. Nào,
đơn giản này có gì theo phần nháp bên trên. Góc B chung. À có góc B chung. Có FBC bằng góc DBA cùng bằng 90 độ. BFC. BFC bằng DA. BDA vòng ngoặc cùng bằng 90 độ. Suy ra Đã suy ra. tam giác BFC đồng dạng với tam giác BDA. Theo trường hợp Góc góc chính xác. Vậy suy ra tỷ lệ này, suy ra tỷ lệ này. Suy ra VF. BD. Bằng BC trên BA. nó còn một tỷ lệ nữa thì chúng ta không cần bây giờ nhân chéo. Suy ra BM nhân BA bằng BD nhân BC. Để được chưa? Điều đã chứng minh. Đây, đây là một bài tương đối dễ đúng không? Đấy, các bạn có thể chép và các Thầy cho em hỏi là bạn có dùng góc chắn cung đúng không thầy? thoải mái luôn nhá. Ôi dồi. Thoải mái luôn, em trình bày cái quy tích cung trừ góc đi nào. Cung trừ góc nào. Mới. Bài á thầy. Ừ. Hai tác phẩm này. Vẫn là hai tác phẩm. Em là xét đường tròn đường kính AC Xét đường tròn có AC. góc FAD bằng góc FCD nối Rồi, cùng nội từ tiếp chắn từ, bởi cung vì các bạn học FD. cao ạ, không cần vẽ đâu. Nhưng mà các bạn mà học không được cao cho lắm ạ, thì rất cần một hình vẽ nhé. Rất cần một hình vẽ. Đó. Ngay từ đầu chúng ta vẽ hình như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ dùng như thế nhé. Nào, xét đường tròn đường kính nào nhỉ? AC đúng không? Đấy, tức là đường tròn màu đỏ ấy. Và để cho các bạn dễ nhìn thì tôi sẽ xóa bỏ cái đường tròn màu đen, chỉ xét đường tròn màu đỏ thôi. Nào, ta có cái nào nhỉ? Góc nào? Có góc FAD bằng góc FAD tức là góc FCD. A1 đây. Bằng góc FCD. FCD tức là góc C1 đây. Hai góc này vì sao bằng nhau nhỉ? Nó cùng nội tiếp chắn cung FD. À đúng rồi, nó cùng là góc nội tiếp chắn cung F gì? FD. Tiếp. Xong rồi bây giờ xét tam giác BFC và tam giác BDA Vẫn hai có. tam giác như khi nãy đúng không? Vâng. Hai tam giác này làm sao? Góc BAD bằng với FCB Tức là góc A chứng bằng góc C. Góc A nhỏ nhỏ đây là góc C nhỏ nhỏ đây. Tiếp. minh trên góc B chung, Góc xong B rồi suy ra chung. hai tam giác đồng dạng. Chính xác. Cách này đúng nhá. Nhưng cách này nó dài hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình dùng sẵn góc vuông hay hơn. Đó. Dùng sẵn góc vuông có phải nhạt hơn không? Nhận ra chưa? Thực ra để chứng minh góc A nhỏ bằng góc C nhỏ đây có phần cách khác nhé. Góc A nhỏ cộng góc B bằng 90 độ. Góc C nhỏ cộng góc B cũng bằng 90 độ. Vậy suy ra góc A nhỏ bằng góc C nhỏ. Đấy, nhiều cách lắm đúng không? Quá là nhiều cách luôn. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Loan nhé. Tỉnh hết đấy. Đây này, góc A này cộng góc B này bằng 90 độ này. Góc B này cộng góc C này cũng bằng 90 độ này. Vậy thì suy ra A bằng C. Thì chất cộng góc đó. Đấy. Hoặc là vẽ thêm cái đường tròn đường kính AC như vừa nãy cũng được. Rất là tốt. Ngon. Một bài nhá. Nó chuyển bài thứ hai được chưa? Chuyển nhé. Rồi, mình thử tìm một cái đề nữa xem. Tìm một cái đề nữa. Đây, cái đề này. Ở đây đáp án này. Để xem đáp án người ta giải như nào nhé. Có đáp án của người ta. Để đáp án tham khảo thôi. Đây không phải là đề sở. Đây, đây, đây. Đấy, ui, em nhìn thấy thang điểm này. Nhìn thang điểm nhé. Chứng minh cái này bằng 90 độ là có điểm luôn này, thấy không? Chứng minh cái này bằng 90 độ có điểm luôn này. Đúng không?
Được chưa? Xong chưa? À câu này không phải 15 điểm đâu. Tự giác nội tiết không phải 25. Ô hồi đáp án của họ không nói rõ chứng minh tự giác nội tiết bằng cách nào. Đấy. À, loan thầy loan người ta đang dùng cách của loan để chứng minh tự giác nội tiết này, giống cách của loan này, thấy không? Đó. Vì tự giác là nội tiếp nên suy ra đây là hai góc nội tiếp đúng không, cùng trần cung gì đó. Giờ tạm giác đồng giả xong nhé. Ok, à, câu này câu bên một điểm luôn, như vậy là 1,75 rồi. Còn câu câu cuối này là một điểm đúng không? Ok. À, hình vẽ có 0,25 điểm này. Đấy. Tức là vẽ hình này 0,25 điểm rồi. Đấy. Tham khảo nhé. Đáp án của người ta, không phải của mình. Như vậy là vừa rồi là đề mai dịch này. Để thầy xem tiếp đề thứ hai, cho cảm thấy không thích thì lấy đề khác nhé. Thì vào tháng 4 năm 23 đúng không? Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Trung học thị trấn Văn Điện. À, đề thi thử vào lớp 10. Đã. Đã. Nó có 3 câu, chúng ta làm 2 câu nhé. Làm quy quên kéo sang tận câu 3 làm gì? Làm 2 câu này đã khó rồi, mệt mỏi rồi. À, trước tiên thầy phóng to đề bài em chép cho dễ nè. À, chép chép đề chép đề. À, các bạn ơi, các bạn để ý là dây BC cố định nhé. Cái chữ cố định này thường nó chỉ liên quan đến câu cuối thôi. Thế còn câu hai câu đầu thì chẳng quan tâm đến cái chữ cố định này làm gì. Coi như không có nhé. Được chưa? Chỉ biết là đường tròn tâm O này. Đấy, có một dây BC. BC nhỏ hơn 2R, tức là BC không phải đường kính nhé. Không phải đường kính. Được chưa? Điểm A di động thì như đã nói ấy, thì cái chữ di động này thì nó cũng tương tự như chữ này thôi. Đấy, nó chỉ có tác dụng với cái câu khó câu cuối thôi. Mà hai câu đầu dễ thì người ta sẽ không quan tâm đến cái chữ di động này đâu. Đó. Đó. Người ta chỉ quan tâm là điểm A thuộc đường tròn thôi. Sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB nhỏ hơn AC. Được chưa? Ok, thì đề này là hơi thừa rồi, đề này hơi thừa rồi nhé. Đấy, lý do là gì? Là tam giác ABC mà đã có ba góc nhọn rồi thì đương nhiên BC phải bé hơn 2R. Không có cái chuyện BC bằng 2R được. Bởi nếu BC bằng 2R là thì tam giác này sẽ thành cái góc vuông mất. Cho nên cái giả thiết BC nhỏ 2R là không cần thiết nhé. Được chưa? Rồi vẽ đường cao các kiểu. Ok đấy. Giải thích đề bài một chút. Đó. Như vậy cái đề bài như này thì tôi sẽ gạch bỏ đi bớt những cái chỗ mà không cần thiết nhé. Ví dụ như là này là không cần thiết, không cần luôn đấy, chỉ có là tam giác nhọn được chưa, nội tiếp thôi được chưa. Bài này có thể viết lại, tôi chép lại đề bài cho em xem nhé. Chép lại đề bài là gì, là tam giác ABC là có ba góc nhọn. Làm sao nữa, nội tiếp đường tròn tâm O với AB nhỏ hơn AC. Đó, tóm tắt lại như thế thôi. Đường cao CD. Đường cao CD có nghĩa là CD của tam giác ABC đúng không? Là vuông góc với CD, là vuông góc với gì ạ? Với AB. Được chưa? Đường kính AM. Tiếp hạ CE vuông góc với CE vuông góc với AM. Tiếp H là trực tâm. Trực tâm lúc nay có bài về trực tâm rồi đấy. Giao điểm của ba đường cao chính là trực tâm nhé. Trực tâm tam giác
ABC xong rồi đấy. Đấy. Còn chứng minh thì vẫn thế. À, vẽ hình cho các bạn ơi. Đầu tiên vẽ cái gì bạn ơi? Bước một là vẽ cái gì ạ? Đường tròn. Ok luôn, vẽ đường tròn. Bài này nó không có tiếp tuyến gì cả, chúng ta có thể vẽ đường tròn to to một chút. Thì nữa còn nhiều hình ở bên trong đường tròn. Đã có đường tròn rồi, một tam giác, hình vẽ giống hình lúc nãy thế, cũng ba đường cao, cũng cạnh này dài cạnh kia ngắn. Rồi AB nhỏ AC. Con nhớ cách thầy dạy vẽ ba đường cao sao cho nó chuẩn không nhỉ? Em vẽ một đường tròn đường gì? Đường kính đúng không? Vẽ đường tròn đường kính nào trong ba cạnh cũng được nhé. Trong ba cạnh em chọn cạnh nào là đường kính cũng được. Đường tròn kính đấy. Được chưa? Mục đích của đường tròn đường kính để làm gì? Chúng ta tìm cái giao điểm này này. À, tìm cái giao điểm này. Để tìm xong cái giao điểm đấy thì bỏ tròn đi là đỡ rối. Xong nhé. Thì ta nối vào. Đấy. Ba đường cao đây sẽ có trực tâm không? Chưa chắc đã dùng hết cả ba đường cao đâu. Nhé. Có thể chỉ dùng ít đường cao thôi. Đây là H. Đây là O. Được chưa? Rồi. CD vuông góc với AB. CD vuông góc với AB. CD như vậy đây là D. Được chưa? Vuông. Đường kính AM như vậy là nối A với O. Kéo dài đâm xuyên qua đây. Ta có điểm M. Hiệp CE vuông góc với AM. CN vuông này không vuông. H là trực tâm tam giác ABC hết rồi. Hình vẽ thế hết rồi. Hết rồi đấy, mất hình vẽ rồi đấy. Rồi, chứng minh nào. Chứng minh tứ giác A, D, E, C. Đấy, các em đánh dấu 4 điểm A này, D này, E này, C này. Ôi, giống bài lúc nãy không? Giống bài lúc nãy không? Từ 4 điểm này em có tìm thấy góc vuông không? Đó, từ 4 điểm này có tìm thấy góc vuông không? Quá là thấy luôn đúng không? Nào. Quân này, Ngọc Anh này và Trọng Khánh này. Có mấy bạn để bật cam thôi đúng không? Trọng Khánh trả lời được bài này em thưởng 20. Em buồn đó thầy ạ. Em buồn đó. Quân trả lời được bài này thường 10. Thầy cho tí. Vì Quân.
Đấy, phải tập trung nhé, học yếu thế thì không ổn đâu, mấy bạn yếu lắm. Ngọc Anh trả lời được bài này thưởng 2.000. Nghe của thật từ Ngọc Anh từ từ hay chơi gì khôn đấy hả, thưởng 2.000 quá. thưởng 2.000, quá thưởng 2.000 trả lời thưởng à. Đình Tuấn á, Đình Tuấn cũng biết làm á, ghê phết nhỉ. Ai chứ, Thúy ha ha luôn, Quỳnh Trang khóc luôn. Nào Đình Tuấn à, Ngọc Anh chê 2.000 là Đình Tuấn à. Em bao nhiêu này ơi? Em thích mấy nghìn? Nói cho rõ bỏ ăn đây. Hai chục luôn không thầy? Đùa, tham lam. Em chắc 1.000 thôi. Đùa 5.000 luôn à? Cơm thật, 5.000 mua bim bim cho bạn quá là gì đấy. À, Tuấn vào Việt Nam. Ta có CD vuông góc với AB. Gì nào, C gì nào, CD vuông góc với AB. rồi trình bày câu 1 nhé. Vâng. Ta có Thầy ơi, câu khó như này phải để em. Tuấn nó kém mà dịu, Tuấn nó kém như dịu mà. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn nhiều. DD thế nào nhỉ? Vuông góc với AB. Vuông góc với A gì? AB. Vậy tự động suy ra Chỉ là góc CDA bằng 90 độ. thì từ góc CDA 90 độ chuẩn luôn. Đấy, con này theo như cái đáp án của đề nãy nhé, là viết đến đây là có vẽ được hình này, nó không phải 25 này, viết đến đây là không phải 25 này. Tiếp Đã có CE vuông góc với AM. CE vuông góc với AM. Chỉ là góc CEA bằng 90 độ. Đây lại không phải 25 nữa này, cộng với vẽ hình không phải 75 rồi. Ôi rồi nhiều điểm chưa. Rồi bây giờ chứng minh từ đáp tiếp, đấy là theo đáp án đề lúc nãy nhé. Xét tam giác ADC ADC vuông tại D, vuông tại đề. suy ra Thì là thuộc đường tròn đường kính cái gì thuộc đường tròn? 3 điểm ADC. ADC cùng thuộc Đường tròn đường kính AM. đường tròn, đường tròn đường kính AM á, cạnh nguyên nó sẽ là đường kính. AC. Đúng rồi, đường tròn đường kính AC nhé. Dịu thế không? Bạn này cũng kẹp như dịu mà. Giải tổng hai góc đối được không thầy? Trời đất, bài này mà tổng đem tối được á, khó lắm luôn á. Xét tam giác. Bài này tôi khó lắm ACE á. AC vuông tại E. cũng thể Suy ra 3 điểm ACE thuộc đường tròn đường kính AC. 3 điểm AC thuộc đường tròn đường kính AC. Từ 1 và 2 chia ra Tổng tuần không dám bật cam. thôi một cao thầy. Từ 1 và 2. Chia ra 4 điểm ADEC cùng thuộc đường tròn đường kính AC. Đây. Để cho mình nhá xem. Suy ra tứ giác
ADEC lỗi tiếp. Đường tròn ạ. Pizza. Pizza. Chúc mừng em chuẩn rồi nhé. Hôm nào đi học nhận thưởng bim bim nhé. ADEC lỗi tiếp. Đó, tương tự bài kia đúng không? Xong câu 1. Giờ đến câu 2. Đấy, các bạn suy nghĩ câu 2 nhá. Đỗ Đình Tuấn cao thủ thế nhỉ? À, cao thủ giấu mặt đúng không? Đỗ Đình Tuấn là cao thủ giấu mặt đấy. Tiếp theo đây. Chứng minh rằng góc ABH, xem ABH ở góc nào, phần loát này. A BH ở góc nhỏ nhỏ này. Bằng góc DEA. DEA lại phải nối rồi. Phải nối nhá. Thế bằng góc này. Bài này hình như là Loan làm được. Bởi vì cái suy nghĩ của Đoàn sẽ rất phù hợp với nội dung này. À, các bạn suy nghĩ đi. À, suy nghĩ đi. Gợi ý nhé, chúng ta có thể sử dụng góc nội tiếp. Góc nội tiếp. Tức là đối với một bài toán hình học này, trong bài toán hình học câu 4 La Mã này ạ, thì ý A các em chỉ nhìn thấy một đường tròn nối tiếp thôi. Thế nhưng mà ý B nó có nhiều đường tròn lắm em nhé. Nó nhiều đường tròn lắm luôn đấy. Chẳng hạn như vừa rồi chúng ta vừa có đường tròn đường kính gì ạ? Đường tròn đường kính gì ạ? AC. Rồi, đấy. Các bạn người ta làm quen rồi, người ta chả cần vẽ đường tròn đâu, người ta xét trong tứ giác người ta đã biết rồi nhé. Xét tứ giác người ta đã biết rồi nhé. Nào, xét trong cái đường tròn này thì cái góc E này này, góc E này này, xét thêm đường tròn màu đỏ nhé. Đấy, xét đường tròn màu đỏ, chả cần đặt tên nhiều, đường tròn màu đỏ thì suy ra cái góc E đấy góc E nhỏ nhỏ đấy nhé, E nhỏ nhỏ nhé, là góc nội tiếp chắn cung nào nhỉ? AD Đúng rồi, là góc nội tiếp AB chắn cung AD nhé. Đúng không? Thì mình cứ gọi là nhát thì mình cứ ghi là bằng 1 phần 2 cung AD đi. Đúng không? Nhát. Còn nếu mà thích ghi trình bày thi thì mình phải ghi chữ số gì nhỉ? Số đo góc này, góc E bằng 1/2 số đo cung gì? Cung AD. Để mình cứ ghi bằng 1/2 cung AD đi. Được chưa? Nào, vẫn còn một góc nội tiếp nữa chắn cung AD. Nhìn xem. C rồi. Đúng rồi. Bạn nào nói nhỉ? Thầy chưa kịp loát xem bạn nào nữa. Loan. Loan à? Đùa bài này mà Loan không làm được cái phí. Nó dịu. Em thấy. Dịu à? Nào, thì trong cái đường tròn màu đỏ thì ngoài góc E này ra, góc nào cũng là góc nội tiếp chắn cung AD nữa. Góc nào? Ô đúng rồi. Ô. Ồ, bị sợ dịu. Ngoài góc E này ra, góc nào cũng là góc nội tiếp chắn cung AD. Góc gì? Đúng rồi, nó là góc C này này. Đấy, góc ACD nhá.
A, E, D. Muốn chặn cung AD thì nhất định phải có A và có D và nhét thêm một điểm vào giữa thôi. Em nhìn trên đường tròn màu đỏ hiện tại mới chỉ có mấy điểm nhỉ? 4 điểm, còn thích thì đặt thêm điểm này nữa là điểm thứ 5 nhé. Đấy thì góc A, HD này, A, E, D này, A, không chung điểm H đúng không? Đấy, ví dụ điểm K đi, A, K, D này, A, E, D này, A, C, D này. Ba góc này đều là góc nội tiếp chắn cung AD. Được chưa? Cho nên ba góc đấy bằng nhau. Ok chưa? Ba góc đấy bằng nhau luôn. Vậy thì nó sẽ bằng góc gì nhỉ? Góc C. Đó. Và vấn đề của chúng ta là gì? Là làm sao để cái góc C này bằng cái góc B này? Ai đoán được không? Làm sao để góc C này nó phải bằng góc B này? Lại một đường tròn nữa. Nào, ai biết nào? Dịu giơ tay à? Thế thấy dịu giơ tay. Không phải em. Ờ, thế thì hạ tay xuống rồi. Trời, toàn giơ tay à? Nào, làm sao? Hay là khó quá thì bỏ. Bỏ nhé. Làm sao cái góc C này này. Đấy, góc C nhé. Đấy, chỉ này. Cái góc C này. Đó, lại bằng được cái góc B này. Được chưa? Làm sao? Thì đây, nhìn đây, nhìn đây nhá. Tớ sẽ cho các cậu thêm một đường tròn nữa. Tớ gọi nó là đường tròn màu xanh. À, xét đường tròn màu xanh. Vậy thì tớ sẽ suy ra cái góc C lúc nãy mà tớ đang làm cái này, góc C này. Đó, là góc nội tiếp chắn cung nào. Đặt đây là điểm M đi. Chắn cung Nội tiếp chắn rồi. cung đi mở Đây điểm N đi. Chắn cung nào. đi nữa. Đúng rồi, chắn cung DN cho nên số đo của nó sẽ bằng 1 phần 2 cung DN. Và góc nào cũng là góc nội tiếp chắn cung DN là mấy? Góc B. Góc B. Được chưa? Vậy thì bắc cầu góc E này sẽ phải bằng góc gì? Góc B, điều phải chứng minh. Được chưa? Lúc đầu ta bảo là gì? B, gì nhỉ? E bằng gì? Bằng C. Bây giờ ta lại bảo là C bằng bằng B. Vậy thì bắc cầu hai góc đầu và cuối phải bằng nhau. Nhìn hình sợ chưa? Chụp ảnh cái hình này lại mà không đưa ra đề bài, đăng lên Facebook rồi. Chúng mày ơi, cái hình này mà tao vẫn hiểu đấy. Nể chưa? Nhìn cái hình rồi không? Được chưa? Đấy, về sau thì người ta không cần phải vẽ quá nhiều đường tròn như vậy, khiến cho hình trở nên rất là rối nhé. Vậy, để trình bày bài toán này, bước 1 chúng ta làm gì? Bước 1 nhé. Thì hãy chứng minh rằng tứ giác CNDB nội tiếp. CNDB là tứ giác nội tiếp. Đấy, trình bày theo cách này. Đó. Và nó, nếu như nó nội tiếp á, thì chúng ta sẽ có là góc B bằng góc C. Đấy, viết từ dưới, viết lên. Chính là đường tròn màu xanh nhé. Được chưa? Tiếp, tứ giác A, C, E, D nội tiếp từ đầu đúng không? Vậy thì suy ra góc C lại bằng góc gì ạ? Góc E. Vậy theo tính chất bắc cầu thì C B phải bằng gì ạ? Phải bằng E. Ok chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ tẩy bỏ đi. Tẩy bỏ đi là nhiều hình quá nhìn sợ lắm. Đó, đặt tên điểm này được. Ok chưa? Vậy bây giờ trình bày thôi. Bây giờ câu B rồi thì đây, cái này gọi là nháp này. Nháp để đây. Nháp nha. Nào, đầu tiên ai chứng minh cái tứ giác này nội tiếp này? Mời Cao Minh nào.
Ta có BN World Cup với AC. Ta có chưa chưa có điểm N nhé, mình sẽ gọi N nhé. Gọi gọi N đi. Gọi N là đường cao của tam giác ABC. Gọi N là chân đường cao. Thường thường có câu hay quen thuộc là hình chiếu, mình hãy nghe có vẻ bro hơn thôi. Hoặc là có thể đơn giản nhất là gì? BH các gì nhỉ? BH Cắt A gì nhỉ? AC tại AC tại N ok. Từ đó suy ra suy ra BN vuông góc AC rồi BN góc với AC suy suy ra ra góc BNC bằng 90 độ. BNC bằng 90 độ. Có D có CD CD vuông góc AB. CD vuông góc với AB. CD Suy ra góc CDB bằng 90 độ. B bằng 90 độ. Xét xét tam giác CDB vuông tại D. Tính hết nhé. Suy ra ba điểm CDB cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Ở đây là có cách khác viết ngắn hơn nhé, nhưng mà các bạn thích tập một cách cho nó quen thì cứ đừng chọn đường kính như nó quen nhé. Mọi người bảo cách này không hay thì nhưng mình cứ tập một cách này đã cho nó quen đã, sau đó mọi người làm cách khác thoải mái nhé. Đường kính BC ký hiệu 1. Đường kính BC tiếp. Xét tam giác BNC vuông tại N. Cao Minh tiến bộ nhanh phết đấy. Mẹ Hương vào mà xem nhé. Vuông tại N. Suy ra ba điểm BNC cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Có ai đang nhắc không đấy? Không thấy một mình em ở phòng. Mê thế á. Ký hiệu 2. BC. Từ 1 và 2 suy ra 4 điểm BNCD cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Đi ra 4 điểm. 4 điểm BNCD cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Đường kính điện. BC Từ đó suy ra từ giác. suy ra tứ giác BDNC là tứ giác nội tiếp. BDNC nội tiếp. Và ta sẽ suy ra hai góc nào bằng nhau. Suy ra góc B bằng góc C. À đúng rồi, góc mình cứ gọi là B1 đi. B1 bằng góc C Bằng góc C1. nội ngoặc là góc nội gì? Góc nội tiếp chắn cung ND. Nội tiếp chẳng cùng để nét quá ngon nha. Như vậy chúng ta đã trình bày được xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, tứ giác nào nội tiếp nữa nhỉ? Tứ giác móng của câu A ấy. Câu A Xét đường tròn đường không cần phải xét đường tròn đâu, xét đường xét tứ giác cũng được. xét tứ giác Tứ giác câu xét A đấy. tứ giác a a c a c e d có góc c một Đấy không? bằng Đấy, câu A.
thì đỡ phải xét đường tròn. Từ đó suy ra góc C1 Có khi ra góc C1 bằng góc E mình cứ cho và góc nội tiếp C1 bằng gì? bằng góc E1. E1 góc nội tiếp. À, góc nội tiếp chắn cung AD. Kinh nhỉ, mình lên tay thế nhỉ. Chẳng tung AD AD. AD. Rồi. Theo thực chất mắc cầu. Vậy. Suy ra góc B1 bằng góc E1. B1 bằng góc E1. E1 đều phải chứng minh. B1 bằng E1. Điều phải chứng minh. Kinh nhỉ. Ghê đấy. Quá đi được. Nè quá nhỉ. Sợ chưa các bạn sợ mình chưa? Mình họ ra xưa nay là giả vờ đấy, giấu tài đấy. Bây giờ mới làm thật đấy. Quá ghê cực. Đỗ Đình Tuấn. Mặt chữ O một mắt chữ O một chữ A luôn. Nguyễn Phương Linh há hốc mồm luôn. Ê chưa, ê chưa. Còn một câu nữa, đó là DE nhân DB bằng DC nhân DM. DE nhân BC. Sợ kem rối quá rồi, nhìn cái hình này. Bằng DC DC nhân DM là BM. Đó. Rồi quá rồi thôi nhá. Ok không? Kéo quá tay. Rồi, em cố chép câu này thôi, cố chép câu này thôi. Còn cái ý DE nhân BC bằng DC nhân BM thôi, không có từ này chắc mỗi người chết. Làm được cái câu như thế này các bạn có là thoải mái liền để điểm 6 của đề sở Hà Nội rồi. Đề sở Hà Nội các năm mình lấy 6 là cao rồi. Nghề thật để mình không thể tin nổi đây là mình. Rồi bài khác nhá. Bài khác. Rồi, các bạn chết không chưa? Chép 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 chép. Xong nhá. Đó, chúng ta xem còn xem đáp án, có cần đáp án không? Thôi nhỉ. Nhìn cái hình vẽ của người ta vẽ chắc là vẽ cả tất cả câu ghê lắm á. À không, không vẽ tất các câu đâu. Hình vẽ cũng nhìn đẹp đẹp hết đấy. Chứng minh chắc chắn là tam giác đồng dạng đúng không? Chắc chắn là tam giác đồng dạng rồi. À, được rồi, bỏ qua câu đấy nhé. Cũng nên biết điểm dừng cũng một chết đấy. Nào, câu tiếp theo. Hồi trung học cơ sở Tàn Hồng này. Tàn Hồng chắc là Tàn Hồng của Ba Vì mình đây sao lại trung học cơ sở Tây Đằng này à, Tây Đằng đây Tây Đằng em Tây Đằng nhé Tây Đằng thì Tây Đằng ui trung học cơ sở Tây Đằng đúng không à, xem Tây Đằng có gì nào nào thì Tây Đằng đấy
để tay đàn của các anh chị vào trước đấy. Có 3 câu đúng không? Mình cũng quan điểm là cố làm 2 câu thôi. Có gì ra Tết học thêm thì sẽ làm tiếp. Bây giờ làm hết luôn thì lại giỏi quá. À, trung học cơ sở Tây Đàn này. Chép đề, chép đề. À, chép đề nhanh, chép đề nhanh. Thầy Hoàn vừa bình luận một đứa nào phải ha ha đây Tần Dũng ạ. Trong khi các bạn chép đề, thầy tranh thủ đi sạc pin điện thoại. Rồi sao? Pin xong rồi. Vẽ hình nha, bắt đầu vẽ hình nào. Vẽ cái gì trước bạn ơi? Vẽ cái gì trước nào? Đường tròn. Chắc chắn rồi, vẽ đường tròn trước, vẽ đường tròn to hay đường tròn nhỏ này, to hay nhỏ ở đây, Đỏ. đúng rồi. Những bài có tiếp tuyến này, tiếp tuyến ở bên ngoài đường tròn này thì các bạn nên vẽ nhỏ nhỏ thôi, vẽ nhỏ thôi cũng đã tốn giấy lắm rồi nha. Đó, rồi có một điểm A nằm bên ngoài đường tròn này. Đấy, điểm A này, điểm O này. Nào, bạn nào chỉ cho thầy cách để vẽ tiếp tuyến kẻ thứ A nào. Có người là bảo đặt một cái thước vào đây, sau đó áp áp vào đến sát đường tròn để vẽ thế thì cũng được, nhưng mà nó chỉ là tạm được thôi, nó không không chuẩn đâu nhá. Sáng rất là thấp. Vẽ cái gì ạ? Vẽ cái gì để lát nữa còn dùng? Vẽ Vẽ gì? Hiểu không? thêm một đường tròn. Đúng rồi, phải thêm một đường tròn nữa, chính là đường tròn đường gì nhỉ? Đường tròn đường gì? Đường kính. Đường tròn đường kính A gì nhỉ? AO nha. Thì mục đích của vẽ đường tròn đường kính AO là để làm gì ạ? Là để tìm cái điểm này này. Nha. Phải nối vào đây sẽ được tiếp tuyến. Đây cũng thế nhé. Hai tiếp tuyến luôn để sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Tuy nhiên trong bài tập này chúng ta chỉ cần dùng một tiếp tuyến thôi. Nha. Một tiếp tuyến thôi. Được chưa? Đây là tiếp tuyến A gì? AB. Và góc này sẽ vuông nhé. Đó. Đường kính BC. Ok, hẳn đường kính luôn. Đường kính BC. Tiếp, trên CO lấy một điểm Y, nhưng như bài này chẳng liên quan gì đến Y đúng không? Câu B có liên quan điểm Y, vậy vẫn phải vẽ nhé. Trên đoạn thẳng CO, trên đoạn đoạn không phải đường, trên đoạn CO lấy một điểm Y thì đây điểm Y đâu đó chỗ này đi. Được chưa? Đường thẳng AI như vậy là nối A với Y rồi. Cắt đường tròn tại hai điểm D và E, trong đó là D nằm giữa, như vậy D nằm giữa tức là D ở bên này. Nhạc. E nằm bên này. Đó. Gọi H là trung điểm của DE. H là trung điểm tức là đo. Anh muốn vẽ cẩn thận lấy thước của đo trung điểm nhé. Đo trung điểm.
Đấy, vị trí trung điểm đây đâu? Đó là trung điểm. Đó. Chứng minh 4 điểm A, B, O, H. A, B, O, H. Như vậy có thể nối O với H được không? Rồi, góc H này cũng vuông nhé. Như vậy, đầu tiên mình phải giải thích vì sao góc B vuông. Bước 2, giải thích vì sao góc H vuông. Đấy. Nghe không? Giải thích được hai cái đó. Sau đó thì thích dùng cách giải gì thì dùng. À, A chứng minh được câu A. Nga này. Em biết rồi là vì H là trung điểm DE suy ra Vì H A trung điểm của A D. H O bằng 90 độ. Chưa được đâu. Vì vì A B là tiếp tuyến, B là tiếp. Không, bạn đang nói điểm H trước mà. Thiếu Vì H một là cái nữa. Thiếu một cái vì nữa. H là trung điểm của DE, đúng DE. rồi. Phải dây DE làm sao? DE không đi qua tầm. Đúng rồi, nó phải thêm cái này Thì nữa. AHO bằng 90 độ. Không đi qua tầm. Đấy, nó phải có cả cái này nữa mới được nhá. Không đi qua tầm 1. Vì AB là Chậm tiếp chậm chậm. điểm, Suy C ra. là tiếp điểm suy ra Đã, điểm AB góc. góc ABO bằng 90 độ. Nhanh thế, còn chưa thầy còn chưa ghi xong góc H vuông. OH vuông góc với DE. OH vuông góc với DE. Đấy, cái này là do đường kính và dày nhá. Đây là mẫu các bạn có thể chép. Suy ra AHO bằng 90 độ. Suy ra góc AHO bằng 90 độ. Vì AB là tiếp tuyến, B là tiếp điểm, suy ra Vì ABO. AB là tiếp tuyến. B là tiếp điểm. Nó phải B B là tiếp tiếp điểm. suy ra góc ABO bằng 90 độ. Suy ra góc ABO bằng 90 độ. Có thể do là tính chất tiếp tuyến cũng được. Xét tứ giác ABOH. Xét từ giác AB Có góc AHO cộng góc ABO bằng 180 độ. Bằng 180 độ. Mà hai góc này là hai góc mà hai góc này đối nhau. đúng rồi đấy, phải thêm cái hai góc này đối đúng không, mà hai góc này đối nhau. Suy ra tứ giác ABOH nội tiếp suy ra 4 điểm ABOH cùng độ một đường tròn. Thì là 4 điểm ABOH cùng độ một đường tròn. chuẩn luôn nhé, chúc mừng em. Mọi người có thể chép quá nét luôn. Đề Tây Đằng của năm trước ấy. Ở đây rất nhiều bạn học sinh Tây Đằng. Mọi người chép đi.
xong nhé. À, câu B của nó. Câu B của nó chứng minh gì đây? B. À, cô về đây. Này thì tương đối dễ nhỉ? Có cần nháp một chút không? Hay là trình bày luôn? Hai tam giác đồng dạng luôn đấy. Nào, ai trình bày được luôn không? Tuấn à? Không ai trình bày luôn, vậy thầy hướng dẫn nhé. Thầy hướng dẫn nhé. Nào, ba điểm bên trên này, ba điểm bên trên chúng ta sẽ tạo thành tam giác ABD. Ba điểm bên dưới ta tạo thành tam giác AEB. Đó. Và ta hy vọng rằng hai tam giác này sẽ đồng dạng nha. Như vậy chúng ta có tam giác ABD đang nối vào. Nha. Và ta có tam giác gì ạ? AEB chúng ta cũng nối vào. Hai tam giác này chung nhau điểm gì rồi nhỉ? Chung nhau góc nào rồi nhỉ? Góc A. Ô, chung nhau góc A rồi. Được chưa? Nào, hãy xét tam giác ABD này. Tam giác ABD nhé. ABD có góc A chung rồi. Vậy chúng ta sẽ có góc B của nó. Rồi, tam giác AEB rồi, AEB có góc A rồi, vậy thì còn góc E. Vậy mục tiêu chúng ta chứng minh góc E này bằng góc B này. Đúng không? Chỉ cần góc E này bằng góc B này thì lập tức hai tam giác đồng dạng vì góc A chung rồi mà. Hiểu ý chưa? Đấy. Nào ai chứng minh được cái góc E này bằng góc B đấy? Nào. Tại sao góc E lại bằng góc B? Đó. Xét đường tròn. Tâm không? Ta có. Nào, góc E này là góc gì em nhỉ? Góc E này là góc gì ạ? Góc gì chẳng cùng BD? Góc nội tiếp. Góc nội tiếp, nghe mọi người mệt hết rồi sao nhỉ? Mỏi hết rồi. Ta có nhé. Góc B, E, D là gì nhỉ? Là góc nội gì? Nội tiếp chắn cung. Chắn cung nào? BD. Cung BD đúng không? Vậy thì suy ra số đo của góc BED sẽ bằng 1 phần 2 số Cùng bằng đó. Tiếp nào, thế còn góc B à, BD là góc gì? bởi tiếp tuyến và Đúng rồi, là góc tạm bởi tiếp tuyến vào đây. Năm nay có tiếp nhân tuyến này nhưng năm nay chưa tạm bởi tiếp tuyến. và dây. Suy ra ABD bằng 1 phần 2 cùng BD. Và đây. Vậy suy ra số đo của góc AB cũng bằng 1 phần 2 D. số đo của cùng BD. Vậy theo tính chất bắc cầu thì suy ra góc B E D bằng góc A B D. Rồi bây giờ xét hai tam giác đồng đẳng rồi đấy nha. Bây giờ ta xét tam giác nào nhỉ? Xét tam giác A B D và tam giác A E B. Hai tam giác này có gì nè? Có gì Góc ạ? A chung. Có góc A chung này. Có gì ạ?
có góc ABD bằng AEB. ABD bằng A E B theo số bên trên. Vậy suy ra tam giác ABD, Đồng dạng với tam giác AEB. tam giác AEB theo trường hợp, Góc. và suy ra tỷ lệ kia thôi. AB trên AE bằng BD trên BE. Em xong nha, kết thúc hợp đồng cũng vừa hết nha, vừa hết giờ. Thực ra nếu mà có thời gian thầy dạy tiếp được, ra sau thầy sẽ dạy một lớp học vấn đẳng thức cơ bản thôi. Lớp mình bạn nào mà muốn học vấn đẳng thức thì cũng có thể vào xem nhé. Câu vấn đẳng thức câu 5 La Mã. Vào xem nhớ đặt tên cẩn thận nhé, để không thầy pick ra nhé. Ok chưa? Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại. Buổi Vâng, sau từ từ ta thấy. trực tiếp. Buổi sau học trực tiếp nhé, không học on nữa nhé.